Sáng nay, 27 tháng 9, lễ truy điệu, lễ đưa tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội. Sau lễ truy điệu, đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia về quê nhà tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Tuân, Nguyễn Như, Con Tum, Công an Hà Nội cùng Ban Chỉ huy quân sự các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân bố trí lực lượng tối đa để đảm bảo an ninh khi đoàn tang lễ đi qua. Mặc dù trời mưa, nhưng từ sớm, rất nhiều người dân đứng hai bên đường để tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ. Nhiều người không giấu được xúc động khi đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước đi qua. Chiều nay 27 tháng 9, lễ an táng sẽ diễn ra tại quê nhà xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.